Tự nhiên. Tự nhiên như ngư phủ yêu. Nói mà độ chịu khó, độ chịu khó chủ tịch á là mấy ông Quảng Ngãi là nhà là cao nhất Quảng Ngãi và Quảng Nam ha, mấy anh em ngồi đó chịu khó lắm. Kế đến là Bình Định, Phú Yên, Bình Định ha, đó là hai cái nhóm mà người ta vẫn thích, rất là thích tất cả các nhà thợ luôn á, thợ hay là máy là người ta rất là thích tuyển. Này tối ngày đi quay mấy thợ hồ làm thì làm thành thế ha, ngày đi quay mấy thợ hồ không phải làm nhớ không thật tỉ mỉ chịu khó nữa. Mấy anh Quảng Ngãi là ban ngày đi làm mà tối còn về phải đi bán mì gõ thêm nữa đó, chứ không biết mấy ông nó chịu khó lắm, mình nể luôn. Bán mì gõ phải đi làm tàu hồ rồi mới mì gõ mà đủ mới nó đắt lắm, ở đây nó vô mình cả nhà hết rồi. Bán mì gõ là bán nó vô đây lâu, mấy người bán không về lâu cả nhà hết. Bán thấy vậy chứ mà chịu khó, thì có nhà tao sắm được liên tí từ 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 vô lâu là bán xong cả nhà hết rồi, bán mì gõ ấy. Khó lắm, bán tịch xe đẩy rồi mới đầu bán mình, sau đó bán thấy đông khách được thì kiếm thêm người nhà phụ, nhờ vậy nó mới có dư mới có đồ được chứ. Ăn uống thì tằn tiện. Sống cho tôi ăn nữa thôi. Đi đâu nữa thôi. Còn mà bắt thì khỏi nói rồi, bắt thì chịu khó vô địch rồi. Bắt thì họ quan trọng cái nhà dữ lắm. Ăn khổ cực nhưng mà cái nhà họ lo họ xây liền. Mưa rồi hả? Mưa. Đó, đất rác vậy đây. Sao không có đổ bê tông ta? Ồ tủ rồi chứ. Mẹ ảnh hưởng áp bảo cái gì ta? Hôm mưa đêm rồi mà nay sáng rồi. Rồi. Xong rồi. Nó hít luôn à. Ồ lấy cái hai là miếng. Còn dán nữa không? Đi quay về cũng theo phải lăn lộn với mấy anh thợ hồ vậy lắm. Bữa đổ bê tông cũng nó văng tùm lum hết rồi. Còn phải ráng nhào vô quay. Qua wow, thì lo hả? Mà đâu có lúc quay đâu có ai quay bây giờ, làm bây giờ đâu quay, chúng mình đi làm không. Đúng rồi, cái chỉ trên nó mới đẹp kìa, mấy chị lên kia mới khó làm kìa. Đấy, đưa số điện thoại không lấy đi mà nhé, mấy tớ. Không phải, tại em đi làm. Em đi làm cả ngày rồi. Cho nên là rất là khó. Chỉ mấy ngày nghỉ không quay được. Thì ăn mà đi quay mấy này không cho đói dơ mỏ. Giờ hơi chửi cho nát nước. Chưa kể là bị người xem chửi lên chửi xuống nữa.
Nhiều người thì người ta hiểu chuyện á, không nói. Nhiều anh em không có hiểu, anh em nói nhiều lúc. Ủa, bê tông ở dưới cái dàn móng ở dưới là có bê tông tươi vô đổ ha. À, mình chỉ sụp thôi. Rắc chứ không lớn. Tủ mép mép ra hai bên với tủ giữa thôi. Vô rồi. Vô. Mưa mà còn chơi luôn à. Chơi luôn. Đấy. Ai có cái mũ ta mượn cái mũ một xíu á. Cái mũ của ai rồi? Yo. Đó, xe cũng ở cái đây.
bẻ thì đấy. Chưa bẻ đâu, dễ gì. Từ vừa xíu nữa nè.